Hãy thử nói, kia là người Trung Quốc phải không? Na shì Zhongguo ren ma? Na shì Zhongguo ren ma? Lực ba kia là ai? Là giáo viên của các em phải không? Lǐ Bō, na shì shěi? Shì nǐmen lǎo shì ma? Lǐ Bō, na shì shěi? Shì nǐmen lǎo shì ma? Không phải, đó là bạn mình. Bú shì, na shì wǒ péng yǒu. Bú shì, na shì wǒ péng yǒu. Cô ấy là người nước nào? Tha shì nǎ guó rén? Tha shì nǎ guó rén? Cô ấy là người Trung Quốc. Tha shì Trung Quốc rén? Tha shì Trung Quốc rén? Bạn của bạn là người Trung Quốc à? Nǐ péng yǒu shì Zhōng guò rén ma? Nǐ péng yǒu shì Zhōng guò rén ma? Đúng vậy, bạn mình là người Trung Quốc. Shì, wǒ péng yǒu shì Zhōng guò rén. Shì, wǒ péng yǒu shì Zhōng guò rén. Không phải, bạn mình đều là người Việt Nam. Bú shì, wǒ péng yǒu dòu shì Yuè Nán rén. Bú shì, wǒ péng yǒu dòu shì Yuè Nán rén. Hãy thử nói, cà phê Việt Nam. Nguyên văn là Việt Nam cà phê. Yuè Nán cà phê. Yuè Nán cà phê. Cà phê Trung Quốc. Trung Quốc cà phê. Trung Quốc cà phê. Hãy nhắc lại từ uống. Hứa. Hứa. Uống cà phê. Hứa cà phê. Hãy thử nói lại, anh có uống cà phê hay không? Dùng chính phản. Nǐ hē bù hē kā fēi? Nǐ hē bù hē kā fēi? Bây giờ là từ ngon, dùng cho đồ uống. Hǎo hē. Hǎo hē. Rất ngon. Hěn hǎo hē. Hěn hǎo hē. Cà phê Việt Nam rất ngon. Yuè Nán cà phê hěn hǎo hē. Yuè Nán cà phê hěn hǎo hē. Ngon không? Hǎo hē mà? Hǎo hē mà?
Cà phê Trung Quốc ngon không? Trung Quốc cà phê hào hơ mà? Trung Quốc cà phê hào hơ mà? Hãy thử nói, cà phê Việt Nam ngon, cà phê Trung Quốc không ngon. Việt Nam cà phê hào hơ, Trung Quốc cà phê bù hào hơ. Việt Nam cà phê hào hơ, Trung Quốc cà phê bù hào hơ. Chúng tôi đều uống cà phê Việt Nam. 我们都喝越南咖啡. 我们都喝越南咖啡.